Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh review của xe điện Smile. Lại là Khoa đây. Hôm nay Khoa sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng xe được gọi là xe quốc dân. Tại sao như vậy? Bởi vì cái mẫu dáng và cái kiểu dáng của nó là một trong những cái top 3 mẫu xe, bên cạnh là X-Man và 133, là một trong 3 mẫu xe điện hiện tại được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Vậy thì đây là một trong những sản phẩm mới của Jadier và mang tên là Jadier Odora. Để biết được dòng xe này có những ưu điểm như thế nào và nhược điểm nó làm sao thì mời bạn xem clip nha. Cái điểm mà mình thích nhất ở trên cái con xe Jadier Odora này đó chính là một cái thiết kế của nó. Nói về thiết kế thì Jadier là một bậc thầy trong cái vấn đề mà thiết kế. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì họ học hỏi rất là nhanh. Nói là học hỏi để cho các bạn thấy rằng cái mẫu xe này khá là giống với những cái dòng xe Vespa của thương hiệu Piaggio đến từ Ý. Và đây, các bạn có thể xem, đây là phần đầu của nó. Chỉ với một nút bấm thôi, mình có thể khởi động nó. Đó, các bạn thấy không? Mình khởi động bằng chìa khóa điện tử. Và trên con xe này có gì? Thứ nhất là về phần đèn, chúng ta sẽ có một cái cụm đèn lục giác được gắn ở vị trí đầu xe. Mình cá nhân mình khá là thích những cái dòng xe nó được gắn cái đèn pha ở trên vị trí tay lái như thế này. Bởi vì sao? Khi mà các bạn quẹo thì khi mà các bạn đánh lái thì lập tức là cái đèn nó sẽ liếc cái góc lái qua bên đây liền. Nó liếc góc lái như vậy có nghĩa là cái góc đánh lái nó sẽ chiếu sáng cho mình ở những cái khúc cua hẹp các bạn ha, so với lại những cái đèn mà gắn ở vị trí này. Phía trước thì chúng ta có cái logo của Jadier. Đây, logo ngôi sao ba cánh. Và một cái điểm khác đó chính là cụm đèn định vị. Cụm đèn định vị đây là cụm đèn định vị và đây cũng là cụm đèn định vị. Jadier Odora khác so với những cái dòng xe Vespa điện trên thị trường ở cái điểm là họ rất biết chú trọng đến những chi tiết rất là nhỏ. Đây, các bạn có thấy những cái đèn như thế này được lấy cái cảm hứng từ dòng xe BMW và các bạn có thể thấy giống như là đèn multi beam vậy các bạn. Và khi mà mình sẽ bật cho các bạn xem cái xi nhan nha. Đó, thì xi nhan bên này là nó sẽ chớp. Đây, chỉ chớp một bên thôi nha các bạn, chứ không phải là chớp cả hai cái nha. Nhưng mà khi mà bạn tắt nè, một chút xíu nữa nó sẽ chuyển là DM. Các bạn thấy không? Rất là giống những cái dòng xe cao cấp trên thị trường, đặc biệt là ô tô. Ở cái phần phía dưới của cái con xe Jadier Odora này, chúng ta sẽ có cái vạch trắng bùn. Đi kèm với nó là một cái giảm sốc được trang bị thắng đĩa ở đằng trước. Nói về thắng đĩa thì chúng ta có thể thấy rằng là hầu hết những cái dòng xe máy điện hiện nay đều được trang bị đa phần là thắng đĩa đằng trước. Với cái thông số bánh trên cái con xe này là bánh 12. Có một cái lưu ý nhỏ cho các bạn, đó chính là về cái thông số bánh xe cả đằng trước và đằng sau. Với Jadier Odora thì họ trang bị cho xe bánh trước 12 sẽ lớn hơn cái bánh sau là 10. Lý giải cho điều này thì đối với những cái dòng xe mà có cái bánh trước nó cao như thế này thì giúp cho các bạn lên lề dễ hơn, lái lanh xe hơn, và thậm chí là với những cái vỉa hè cái G nó cao thì các bạn có thể leo lên nó rất là dễ dàng. Chúng ta có một con heo dầu này, con heo dầu 1bis của Jadier phát triển nữa các bạn, nên thành ra là nó sẽ không có cái logo của bất cứ thương hiệu nào ở đây. Thắng đĩa, mâm đúc và sử dụng là vỏ không ruột, quen thuộc các bạn. Một cái điểm nữa mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về vị trí để chân, cũng giống như là cái tư thế lái. Tạm thời cất cái chìa khóa này qua một bên, mình dắt cái xe xuống nè. Vì là sử dụng 5 bình ắc quy được đặt ở trong xe nên xe cho một cái trọng lượng cũng tương đối là ấn tượng, với cái trọng lượng của cả toàn bộ xe là rơi vào khoảng 80kg nha các bạn, đã bao gồm cả ắc quy. Và ở đây là chúng ta có cái sàn để chân. Cá nhân mình thấy thì nó cũng không có quá nhiều khác biệt đối với lại những cái dòng xe Vespa điện khác trên thị trường. Nhưng có một cái điểm mà mình rất là chú ý đó chính là ở cái vị trí này. Nếu như là Vespa nguyên bản, gọi là xe xăng đó các bạn, thì ở đây nó sẽ có một cái G nhô cao lên. Còn đối với lại xe điện Vespa Jadier Odora thì chỗ này nó sẽ bằng phẳng. Chính vì vậy chúng ta có thể để được ba lô nè, cặp sách rất là dễ dàng các bạn, mà không hề bị bất cứ trở ngại gì. Nói thêm một chút nữa là ở trên đây nó sẽ có một cái khay để cho chúng ta có thể bỏ những cái vật dụng cần thiết như là khẩu trang, áo mưa, thuốc, nước xịt khuẩn hay là những cái đồ nhỏ nhỏ. Nhưng các bạn đừng nên bỏ điện thoại vào đây nha. Đây, mình sẽ mở ra cho bạn xem. Đây.
Đó, chúng ta chỉ cần vặn và chúng ta có thể mở ra được. Chia sẻ với các bạn một chút về cái cụm chìa khóa trên xe thì xe sẽ được là hãng chúng ta cung cấp là hai chìa khóa cơ và hai chìa khóa điện tử như thế này. Một chìa khóa điện tử và một chìa khóa cơ được gọi là một bộ, và chúng ta sẽ có hai bộ như thế này. Các bạn có thể thấy là nếu như chúng ta muốn mở xe, muốn khởi động xe thì chúng ta có thể dùng chìa khóa cơ hoặc là chúng ta có thể dùng chìa khóa điện tử. Đây, tắt, mở, nhấn hai lần là có thể mở được. Tuy nhiên cái chìa khóa điện tử nó không đến mức thông minh đến độ là chúng ta có thể mở cốp hoặc chúng ta có thể mở vị trí ở cốp trước. Chúng ta cần phải dùng cái chìa khóa cơ để có thể mở cốp trước cũng như là chúng ta có thể mở cốp sau. Có một cái chi tiết mà mình chưa thực sự ấn tượng với Jady Odora đó chính là cái vị trí, cái việc mở cốp nó sẽ làm cho chúng ta khá là bất tiện. Nếu như mà hãng tích hợp cái việc mở cốp ở trên cái phần cổ xe thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tuy nhiên không sao, thì đây cũng là một cái việc mà chúng ta cần phải cải tiến trong những phiên bản tiếp theo thôi. Đó, mở ra, vặn ngược, vặn theo chiều đồng hồ các bạn có thể mở ra. Và một cái điểm nữa đó chính là cái chiều rộng cũng như là cái chiều sâu của cốp xe chưa thực sự ấn tượng. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Chỉ ở mức đủ dùng thôi. Và chúng ta có thể chứa được, nè các bạn có thể thấy không? Chúng ta có thể chứa được một cái iPad Air cũng như là cái áo mưa tương đối. Ở đây là chúng ta có vị trí của automat. Chia sẻ với các bạn, đó là một số bạn hỏi là tại sao chúng ta lại cần một cái automat khi mà chúng ta đã có cái chìa khóa chúng ta tắt mở rồi. Thì lý giải như thế này, giống như cái đợt dịch vừa rồi, khi mà các bạn ở nhà để lâu quá xe không sử dụng thì chúng ta tắt cái automat lại. Và cứ mỗi một tháng thì chúng ta sạc một lần, như vậy thì ắc quy sẽ rất là bền. Lưu ý với các bạn là nhà sản xuất sẽ không bảo hành những cái trường hợp thứ nhất ắc quy bị phồng, thứ hai là ắc quy bị sụt áp. Và đây là một trong hai cái vấn đề mà các bạn cần phải lưu ý khi các bạn sử dụng xe điện. Chúng ta có thể ngắt cái automat này và sạc định kỳ một tháng một lần để cho ắc quy luôn trong trạng thái no điện. Chính vì cái điều này nó sẽ làm cho ắc quy của bạn bền hơn rất là nhiều. Rất là nhẹ nhàng các bạn. Chỉ với một cái thao tác đóng yên lên cũng có thể cho chúng ta thấy được cái độ hoàn thiện ở mức tương đối khá. Nếu như trên thang điểm 10 thì mình sẽ đánh giá con xe này được khoảng 7 điểm rưỡi các bạn. Đây là một con số hết sức là trung thực. Chúng ta sẽ có một cái logo Jadier Odora. Cá nhân mình thì mình thấy cái logo này nó khá là dài và ở đây cái vị trí dán cũng tương đối là chưa phù hợp lắm. Tuy nhiên đây là đề canh dán và sau khi đăng kiểm, có nghĩa là sau khi các bạn lấy biển số, chúng ta có thể lột cái phần này ra, cái này có thể lột ra. Và cũng giống như mình, nếu như đây là chiếc xe mà mình sử dụng thì mình sẽ để lại Odora Titifa và cái phần Jadier này mình sẽ lược bớt để giúp cho xe nhìn nó thanh thoát hơn và nhìn nó có vẻ sang trọng hơn. Chia sẻ với bạn một chút, ở đây có cái logo Titifa. Tại sao Jadier lại gọi cái con xe này gọi là Jadier Odora Titifa? Thế là chúng ta phải nói về một cái vấn đề khác, đó chính là cái công nghệ Titifa vừa đi vừa sạc. Vừa đi vừa sạc là như thế nào? Các bạn có thấy nghe lộn không? Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà xe chúng ta sạc thì chúng ta không thể nào di chuyển được. Và cũng giống như là chúng ta đang di chuyển thì làm sao mà chúng ta sạc được? Thì Jadier họ mang cái công nghệ Titifa lên trên cái dòng xe này bằng cách là khi chúng ta đi và chúng ta bóp thắng thì xe sẽ sạc ngược một cái lượng điện năng nhỏ vào ở trong xe. Và công nghệ này là có chứ không phải là không có. Tuy nhiên cái độ hiệu quả của nó thì chỉ ở mức là khoảng 5-10% thôi. Lấy ví dụ một lần sạc một cái quãng đường của con xe này, một lần sạc đi được khoảng là 50 cây thì với công nghệ Titifa nó sẽ giúp cho các bạn đi thêm được khoảng từ 2-5 km. Đây cũng là một cái điểm nhỏ đáng ghi nhận trên cái dòng xe máy điện Jadier. Nhắc đến xe không thể nào mà không nhắc đến động cơ. Các bạn có thể thấy đây là động cơ 10 inch của Jadier và họ có khắc cái chữ Titifa trên đây. Với cái động cơ 10 inch này mang lại công suất là 1000W nha các bạn, 1000W. Với cái công suất 1000W thì hoàn toàn có thể leo dốc ở những cái dốc hầm, hoàn toàn khả thi. Nhưng nếu như mà muốn thoải mái thì chỉ đi một người thôi, đi hai người thì các bạn phải bắt trớn. Con xe này nó sẽ có hai tốc độ là 38 km/h và 50 km/h đúng theo quy chuẩn của cục đăng kiểm khi mà chúng ta sử dụng xe máy điện, gọi là xe máy điện dưới 50 km/h và động cơ thì dưới 1200. Còn đối với lại những cái dòng xe mà trên 1200 hoặc là cái vận tốc trên 50 km/h như là VinFast Felix thì được gọi là xe mô tô điện. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Và xe máy điện thì không cần bằng lái, nhưng mô tô điện thì lại cần bằng lái. Và các bạn thấy không? Giống như là mình nói với các bạn, đây, bánh thông số là 3.5-10, có nghĩa là bánh sử dụng là vành 10 inch. Ở đây chúng ta có cái phần gấp đúc khá là đẹp. Đây là cái dây động cơ nè các bạn. Đây là dây động cơ, đây là phuộc ha.
Một cái điểm khác mình khá là ấn tượng, rồi sẽ bật lên cho các bạn xem. Đó, đây là cái phần đèn xi nhan định vị ở đằng sau. Và đây là cái phần đèn lái hay còn gọi là đèn hậu. Với cái cách thiết kế mang một cái đặc trưng của logo lên đây, làm cho mình khá là liên tưởng tới cái dòng Jadier G5, là một trong những cái dòng flagship của Jadier. Việc mang lên đây nó sẽ giúp cho chúng ta nhận diện thương hiệu của Jadier tốt hơn, cũng như là khi mà chúng ta đi từ xa, chúng ta sẽ biết rằng đây là một chiếc xe Vespa, nhưng nó không phải là Vespa của những hãng khác mà là của Jadier. Đây là vị trí rất đáng để Jadier trả tiền cho các bạn khi mà các bạn quảng cáo xe cho họ, đúng không ạ? Đây chúng ta có một cái cản này được thiết kế khá là tốt, lấy theo cái cảm hứng của những cái hãng xe xăng, đó là chúng ta có thể nắm rất là tiện các bạn, rất là tiện. Mình đánh giá cao chi tiết này. Ở đây là vị trí gắn vè. Ở đây cá nhân mình, nếu như chỗ này gắn đèn led luôn thì toàn bộ con xe là full led hết, nhưng toàn bộ con xe đều là đèn led hết, chỗ này là đèn sợ đốt nha các bạn. Nếu như mà họ nói xe là full led là không có đúng, cái chỗ này mình có thể thay đèn led thì nó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm điện năng hơn và đẹp hơn các bạn. Rồi, ok, mình sẽ xem qua về cái phần đồng hồ. Đây, rất là trực quan các bạn, rất là trực quan ha. Cụm đồng hồ có những cái thông số rất là rõ ràng, trực quan. Đây là pin, đây là odo và đây là vận tốc. Ở đây chúng ta sẽ có tốc độ 1-2 được chuyển qua nút mode bên này. Đấy, các bạn thấy không? Nút mode bên cụm công tắc bên tay trái nè. Nút B, khi mà chúng ta ấn nhả thì xe sẽ để chế độ ready. Chế độ ready này sẽ giúp cho chúng ta vặn ga chạy nè. Đây bạn xem nè, đó, 49 km/h 50, thấy không? Còn đối với lại chế độ số 1 thì nó sẽ đi ít hơn. Đây, mình sẽ vặn cho bạn xem. Chỉ tầm khoảng 30 mấy thôi, nãy mình nói 38, đó. Rồi, một điểm nữa đó chính là nút B. Nút B đây gọi là nút B 2 chiều nè. Nút B 2 chiều là như thế này. Ấn một cái thì các bạn không vặn ga được, ấn thêm một cái thì các bạn chạy. Và khi mà các bạn về không, các bạn ấn thêm một cái nữa thì nó lại được. Có nghĩa là các bạn có thể dừng đèn đỏ và nhấn cái nút B này. Mình thích nút B 2 chiều hơn. Đối với cùng công tắc bên tay trái thì chúng ta sẽ có nút kèn nè, xi nhan, điều hướng, cốt pha, giống như những xe gắn máy thôi. Mình sẽ không nói quá nhiều về chi tiết này. Rồi, một cái điểm nữa có thể cho các bạn thấy là Jadier cũng khá là quan tâm tới người dùng, đó chính là cái móc. Cái móc này trên những cái dòng xe VinFast, Impact là chưa có, nhưng ở trên Jadier Odura thì họ lại trang bị cái vị trí này. Cái điều này giúp cho mình thuận tiện hơn trong cái việc sử dụng, và đây cũng là một cái điểm cộng nho nhỏ cho cái dòng xe này. Rồi, bàn về mức giá, trên con xe này thì nó sẽ có là 4 màu các bạn. Nó sẽ có 4 màu, màu đỏ, màu đen, màu trắng và màu xanh dương đậm. 4 màu này được bán đồng giá với nhau là 18.990.000 tại xe điện Smile, và cái chi phí đăng ký biển số sẽ nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 1 triệu cho đến 3 triệu mấy, tùy theo là khu vực của bạn ở đâu. Bạn ở Sài Gòn, bạn ở Hà Nội, bạn ở tỉnh thì nó sẽ rẻ hơn, còn bạn ở những cái trung tâm lớn thì nó sẽ cao hơn khá là nhiều. Rồi, đây là tất cả những cái trải nghiệm của mình về cái con xe này, khá là phù hợp cho những bạn học sinh, những bạn nữ sinh có độ tuổi từ khoảng 16 tuổi cho đến 18 tuổi. Thật ra 15 tuổi cũng đủ rồi, cũng đi được rồi, nhưng mà xe máy điện thì dành cho những bạn 16 tuổi sẽ là đúng luật và phù hợp hơn. Nếu như các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh có thể đến trực tiếp xe điện Smile để trải nghiệm cái dòng xe này và để biết rằng những cái điểm mình nói nó có phù hợp với bạn hay là không. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Cảm ơn.